sư đã đọc kinh xong thì bây giờ các vận động viên đang chuẩn bị hạ thủy cây ngon nha cả nhà. Thì chia sẻ vào trong ghi hình cho cả nhà xem. Nãy giờ thì làm lễ, các sư đọc kinh, bây giờ thì đang chuẩn bị hạ thủy. Thiên Dương sẽ ghi hình cho cả nhà xem. Phía trước là Giang Ngo đang chuẩn bị hạ thủy nha cả nhà. Bây giờ ghe đang chuẩn bị ra nha cả nhà. Sư ngồi trên ghe để chuẩn bị hạ thủy nha cả nhà. Đây chúng ta hạ thủy là ghe cũ nha cả nhà, để hạ thủy để tập nha. Nhưng mà đang quay rồi sao chụp? Chuẩn bị hạ thủy rồi cả nhà. Thì đây là ghe cầu của chùa Phù Mười. Rồi tâm chắc phường 10 hạ thủy để tập dợt trên dòng sông Bắc Mekong ha. Các vận động viên đã đứng xung quanh ghe để chuẩn bị đưa ghe xuống này cả nhà. Ghe này thì đi ra ngoài hạ thủy thì đi ra ngoài xa lắm nha cả nhà. Hầu như là đẩy xe theo ra tới ngoài lộ rồi đi một đoạn mới tới xong để hạ thủy nha cả nhà. Ghe đang ra từ từ nha cả nhà. Đây là bộ dầm của cái ngôi chùa phường 10 nha cả nhà. Quá đẹp ha. Kia là dầm lái. Thì giờ ghe đang chuẩn bị đi ra nha cả nhà. Có bánh xe này cả nhà, đó, cái bánh xe đó, thì đẩy chiếc ghe mới được nha. Cái ghe rất là nặng luôn này. Rồi dưới ngập rồi. Đây dưới này có cái bánh xe. Đó. Rồi lên đường láng rồi cả nhà. Bắt đầu lên đường láng rồi nó dễ đi. Hãy
Wow, nâng lên. Đưa vô sâu chút xíu để cho nó nâng cái mẫu ghe lên. Đi ra ngoài kia lần đầu tiên mới quay ghe này hạ thủy á, ở đó giờ luôn. Em đi xe bốn bánh chắc em được đâu. Vậy hả? Em ra mới đi được. Này xuống kênh 18 mà. Đây hả? Ở kênh bộ đội. Phía sau rồi phải không? Dạ. Kênh phía sau. Chùa soi tâm chắc nâng ghe lên cả nhà. Quá đẹp, khung cảnh hạ thủy ngon quá đẹp này cả nhà. Lần đầu tiên Trần Dương ghi hình của Giang Hoa Chùa Cho Tâm Chắc phường 10. Hạ thủy Giang Hoa. Hồi đó giờ tôi từng xem luôn. Hôm nay là vinh hạnh được xem chiếc Giang Hoa. Thì ghe bắt đầu ra khỏi cổng chùa nghe cả nhà. Ghe bắt đầu ra khỏi cổng chùa nghe. Nãy giờ thì bộ thần câu đem vàng dầm xuống ghe. Rồi bây giờ là ra khỏi cổng chùa và đem ghe xuống kênh xong rồi đem thẳng xuống sông Mát Pero luôn nghe cả nhà, để chiều nay tập vợt ha. Dài quá trời. Qua khỏi cái lộ hơi khó ha. Ủa đâu qua ba tới hướng đó đâu mà khi mình chạy chiếc xe. Wow, chiếc ghe ra khỏi cổng cũng qua khỏi bên lộ luôn nha cả nhà, mới ra được cái cổng nha. Đó, qua tới lộ đầu lộ luôn bạn luôn. Quá trời, quá trời dài. Quá trời chiếc ghe qua bên này. Quá. Oh.
Wow, lùi tới lùi lùi mới qua được nha cả nhà. Qua rồi. Lùi chút xíu nữa mới được. Rồi cho anh mượn gì phát xem. Rồi cảm ơn em. Rồi vậy là lấy lại thẳng rồi đó, an toàn rồi đó. Rồi bây giờ xe bắt đầu đi bon bon luôn nha cả nhà, bắt đầu ghe đi bon bon luôn nha. Qua một cái đoạn quá trời, qua luôn qua luôn, qua một cái đoạn quá trời luôn nha cả nhà. Rồi vậy là đi rồi, đi rồi, đi rồi. Có 2 giờ mới tới đảng. Ừ, có 2 giờ ra ngoài xong bắp bê rô tập luôn ha. Ra ngoài tập luôn ha em. Rồi rồi. Ủa thử ở đâu? Một hai nhịp hai nhịp. Rồi. Giờ thử cầu sắt trước nha cả nhà. Thôi vậy là chuyến ghe đã ra khỏi chùa, thì Trường Dương xin kết thúc video nha cả nhà. Chúng tôi sẽ ghi hình ghe tập vợ cho cả nhà xem.